Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin nóng 24 giờ của kênh ống kính hậu trường. Sáng ngày 4 tháng 8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, trưởng bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Đà Nẵng, thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19 số 426 tử vong vì suy thận mạn giai đoạn cuối và mắc COVID-19. Ông Sơn cũng cho biết, hiện nay còn một số bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao trong thời gian sắp tới do bệnh lý nền nặng và tuổi cao. Bệnh nhân 426, nữ 62 tuổi, quê quán Hòa Vang, Đà Nẵng, tiền sử suy thận mãn tính 10 năm. Bệnh nhân điều trị tại khoa nội thận Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7. Từ ngày 30 tháng 7, bà được chuyển ra điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ngày 31 tháng 7, bệnh nhân tiếp xúc kém, ăn uống kém, khó thở nhẹ. Ngày 1 tháng 8, 3 giờ bệnh nhân thở máy, 7 giờ mê man, huyết áp tụt, 17 giờ suy đa tạng, choáng nhiễm trùng, nhiễm độc. Ngày 2 tháng 8, bệnh nhân lọc thận liên tục, thở máy. Ngày 4 tháng 8, 1 giờ 20, bệnh nhân ngừng tim, hồi sức nhưng không hiệu quả. 2 giờ 30, bà qua đời. Chẩn đoán, bệnh nhân tử vong do suy thận mạn giai đoạn cuối, sốc nhiễm trùng, suy đa tạng và COVID-19. Trước đó, theo công bố dịch tễ của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng, bà khó thở, mệt nhiều nên đến khám và được điều trị tại khoa thận nhân tạo, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 26 tháng 7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, được xét nghiệm dịch cầu họng và cho kết quả dương tính với virus corona. Chiều 27 tháng 7, bệnh nhân được đưa vào cách ly tại khoa nội thận tiết niệu Bệnh viện Đà Nẵng. Trong vòng 14 ngày qua, bệnh nhân chỉ ở nhà và đến điều trị tại khoa nội thận tiết niệu Bệnh viện Đà Nẵng. Như vậy, tính tới thời điểm này, có 7 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta tử vong là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hóa chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hóa đa khớp, tăng huyết áp. Cảm ơn các bạn đã điểm qua tin nóng của ống kính hậu trường. Đừng quên nhấn subscribe theo dõi ống kính hậu trường để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!